Xin chào các bác xem kênh Điện Máy Ecomat. Ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng dòng tủ 4 cánh của Samsung. Có model cụ thể sẽ là RF59CB66F8S trên SV. Đây là dòng 4 cánh hàng nhập khẩu của Hàn Quốc và có cả tính năng quầy mini bar. Đây, dòng tủ 4 cánh rất là to, dung tích tận 648 lít các bác nhé. Hiện tại thì cái mẫu này cũng đang có bày bán tại Điện Máy Ecomat bên em. Các bác nào mà muốn trải nghiệm hay muốn tư vấn mua hàng thì các bác cứ gọi về số tổng đài 0974178586. Thì sau đây thì em sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng cái mẫu tủ lạnh của Samsung này. Đầu tiên thì ở cái quầy mini bar thì các bác muốn mở cái ngăn này ra. Nó sẽ có hai ngăn trong cùng một cánh thôi nhá. Các bác để ý này, nếu mình mở bình thường ra thì sẽ như thế này. Đây là mở bình thường, các bác cứ kéo ngăn bình thường ra thì vẫn là khoang tủ bình thường. Còn với cái cánh mini bar này thì các bác để ý ở dưới chỗ phần tay cầm, nó sẽ có một cái chỗ chốt và các bác sẽ để ở đây và các bác bấm vào, bóp nhẹ vào, sau đó các bác mở ra thì sẽ có cái ngăn mini bar ở đây. Đây là một cái ngăn mini bar các bác nhé. Trong này thì các bác có thể để đồ uống này, nước ngọt này, rồi rượu bia, hoặc là mình lấy nước ở đây, lấy nước mát. Trong trường hợp mình không cần mở tủ ra, mình không cần mở hết cánh ra, mình vẫn có thể lấy nước mát được ở đây. Và trong này sẽ có thêm cả một cái bình nước, bình đựng nước. Các bác có thể pha trà, pha cà phê, mình để trong này cho mát cũng được. Hoặc là mình không cần pha gì hết, mình cứ để đây thì tủ nó cũng sẽ tự động bơm nước đầy vào cái bình này, và lúc nào mình cần thì mình có thể lấy bình nước này ra và mình mang ra bàn ghế mình sử dụng. Rất là tiện lợi các bác nhá. Cái bình nước để đây thì nước sẽ tự động nó bơm vào nên mình không cần phải rót cũng được. Đây, bây giờ thì em sẽ mở lại cái cánh cửa ra. Đây, cái chỗ phần mà mình đổ nước vào đây, mình sẽ đổ nước sạch vào đây để sau đó thì tủ động nó sẽ tự động bơm từ cái bình nước sạch này ra cái chỗ quầy mini bar vừa rồi em mới báo cho các bác ấy. Đây, nó sẽ bơm ra đây và lấy nước ngoài đây và cả bơm xuống làm đá tự động ở dưới này nữa. Dưới là phần làm đá tự động các bác nhá. Một chỉ đổ nước đúng một cái hộp này thôi. Tiếp theo về cái bảng nhiệt độ, bảng đặt nhiệt độ của tủ thì sẽ nằm bên tay phải. Các bác nhìn ở trên ngăn mát bên tay phải bên cánh cửa này thì ở trên này sẽ có đèn hiển thị nhiệt độ. Đây đang hiển thị nhiệt độ ngăn mát và ngăn đá hiện tại và cả các chế độ. Thì muốn điều chỉnh thì các bác có thể bấm cái nút ở dưới này. Đây là nút điều chỉnh đây, các bác bấm vào đây. Đèn nó nhấp nháy ở cái ngăn nào thì mình sẽ điều chỉnh nhiệt độ ngăn đó. Đầu tiên sẽ là ngăn mát ở trên này. Hiện tại đang để 7 độ thì các bác muốn điều chỉnh xuống. Ví dụ như là mình điều chỉnh 3 độ, sau đó ấn OK một lần nữa. Thì là xác nhận 3 độ. Tiếp tục điều chỉnh ngăn đông thì các bác sẽ bấm tiếp. Bấm thêm lần nữa cho xuống ngăn đông, sau đó các bác điều chỉnh nhiệt độ. Đây. Điều chỉnh nhiệt độ xuống ví dụ như âm 15 độ, xong các bác ấn OK để xác nhận. Tiếp theo mình lại bấm tiếp. Đặc biệt ở dòng tủ của Samsung thì sẽ có hai kiểu để nhiệt độ. Một là các bác để độ C, hai là các bác để độ F. Vì vậy mà mình có thể chỉnh giữa độ C và độ F nhé. Nếu bác nào mà vô tình mình chỉnh nhầm sang độ F thì mình cũng có thể điều chỉnh lại đuôi độ C. Cách điều chỉnh như sau. Các bác cũng bấm vào đây, nhấp nháy tiếp, bấm tiếp sẽ chuyển sang độ C và độ F. Lúc đó thì các bác sẽ bấm cái nút đây, nó đang nhấp nháy ở độ C độ F thì mình đã điều chỉnh được nhé. Ví dụ như là đang ở độ F, các bác ấn OK nữa thì tự động nhiệt độ sẽ chuyển về độ F. Muốn điều chỉnh lại các bác bấm lại cho em này, chuyển về độ C này. Đây, độ C nhấp nháy các bác ấn OK này, về độ C. Đấy, cách điều chỉnh. Tiếp theo sẽ chuyển xuống phần làm đá tự động. Đây là nó tự động đây, các bác ấn off hoặc là on, nhấp nháy ở đâu thì các bác ấn xác nhận ở đấy là xong.
Tiếp tục là auto fill pitcher, đây là tự động bơm nước vào cái bình, tự động bơm nước vào cái bình để ở đây, đây trong ngăn mini bar đây, thì các bác chọn chế độ tự động bơm nước thì nước sẽ tự động bơm đây, còn nếu không thì nước sẽ không tự bơm. Thì mình đang để on, mình muốn để off thì các bác bấm vào đây tiếp, bấm đến khi nào mà nhấp nháy ở chỗ cái chữ đấy đó, bây giờ các chuyển sang off này, ấn ok này thì là được rồi. Hiện tại em đang tắt đi. Thì đây là cài đặt của tủ lạnh của Samsung, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và còn một cái tính năng nữa, đó là cái kết nối sang SmartThings và kết nối sang điện thoại, thì các bác bấm và giữ khoảng tầm 3 giây để bật cái wifi ở tủ lên, bấm giữ 3 giây đó. Khi mà nhấn chữ AP này thì các bác sẽ vào SmartThings, các bác tìm kiếm tủ lạnh và các bác kết nối sang điện thoại để mình điều khiển, điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh, hay mình kiểm soát tủ lạnh trên cái điện thoại của mình đều được. Muốn thoát cái chế độ này ra thì các bác bấm và giữ khoảng tầm 5 đến 10 giây thì sẽ tự động nó về nhiệt độ bình thường. Đó, như vậy là xong rồi. Và ở trong cái ngăn mát của tủ Samsung này thì nó sẽ còn thêm cái phần điều chỉnh độ ẩm của ngăn rau củ quả nhá. Trong cái ngăn rau củ quả này thì sẽ có điều chỉnh độ ẩm này, các bác tùy theo mức độ mình sử dụng nhá. Nếu như các bác mà thấy rau củ quả mình khô quá thì mình có thể điều chỉnh cái tăng độ ẩm lên, mình kéo cái thanh này ra, có cái thanh đây mình sẽ kéo sang bên này thì sẽ tăng độ ẩm, kéo về đây sẽ giảm độ ẩm, đấy, bên này cũng như vậy. Thì đây là toàn bộ cách sử dụng tủ lạnh của Samsung, cách điều chỉnh nhiệt độ trong ngăn mát và ngăn đá. Thì các bác nào mà muốn tham khảo thêm, các bác cứ gọi về số tổng đài bên em, đó là 0974178586, thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bác. Video đến đây cũng xin kết thúc, rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy hay, có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác những video sau.